chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng. Thành phố Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng. Cờ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc phủ Tổng thống Ngụy Quyền. Theo Thông tấn xã Giải Phóng, tiếp theo những thắng lợi cực kỳ to lớn có ý nghĩa chiến lược, từ đầu tháng 3 năm 1975, quân và dân ta ở miền Nam đã đẩy mạnh tổng tiến công và nổi dậy nhằm đập tan Ngụy Quyền tay sai cho Mỹ, giải phóng thành phố Sài Gòn và các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Chiến dịch lịch sử này được mang tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đúng 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, chiến dịch bắt đầu. Với nhiều trận đánh hiệp đồng binh chủng kết hợp chặt chẽ tiến công với nổi dậy, tác chiến với binh vận, quân và dân ta đã đập tan tập đoàn phòng ngự phía đông của địch ở Xuân Lộc, Long Thành, Biên Hòa, tuyến phòng ngự phía nam của địch ở Tân An, Bình Chánh, tuyến phòng ngự phía bắc và tây bắc của địch ở Tân Uyên, Đồng Dù, Củ Chi, hình thành thế bao vây cô lập hoàn toàn quân địch trong thành phố Sài Gòn. Quân và dân ta đã tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ các sư đoàn ngụy số 5, 18, 25, nhiều lữ đoàn lính nhảy dù, lính thủy đánh bộ, kỵ binh thiết giáp, quân biệt động, tiêu diệt và làm tan rã quân đoàn 3 ngụy. Thừa thắng, đêm 29 rạng ngày 30 tháng 4 năm 1975, các binh đoàn chủ lực của quân giải phóng và các lực lượng vũ trang tại chỗ từ nhiều hướng đã đánh thẳng vào căn cứ quân sự của địch trong nội thành Sài Gòn, chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu Ngụy, Trung tâm Thông tin Phú Lâm và các mục tiêu quân sự khác. Phối hợp chặt chẽ với mũi tiến công quân sự, đồng bào trong và ngoài thành phố Sài Gòn đã nổi dậy đập tan bộ máy kìm kẹp của địch, giành quyền làm chủ ở nhiều khu vực quan trọng. Trước sức tiến công và nổi dậy áp đảo của quân và dân ta, quân địch đã buộc phải hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện. Quân giải phóng đã nhanh chóng chiếm lĩnh các sở chỉ huy, các căn cứ quân sự, các công sở và các vị trí quan trọng trong thành phố. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, cờ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc phủ Tổng thống Ngụy Quyền và ở khắp thành phố. Thành phố Sài Gòn mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã hoàn toàn giải phóng.